Ngày 10 tháng 1, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã hoàn thành việc lắp biển cấm các xe hợp đồng dưới 9 chỗ đi vào 13 tuyến phố trong khung giờ cao điểm. Theo đó, một số tuyến phố ở Hà Nội như Hoàng Hoa Thám, Mai Xuân Thưởng, Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Trường Chinh, Khâm Thiên, Cầu Trương Dương, chiều Nguyễn Văn Cừ sang Trần Nhật Duật, Hàng Bài, Phủ Doãn, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Giải Phóng đã cắm biển cấm xe hợp đồng dưới 9 chỗ hoạt động. Những biển báo này được đặt ngay bên cạnh hoặc song song với biển cấm taxi truyền thống. Các loại xe hợp đồng dưới 9 chỗ buổi sáng bị cấm từ 6 giờ đến 9 giờ, buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30. Phố nào cấm taxi truyền thống thì taxi công nghệ cũng không được lưu thông. Thời gian cấm cũng tương tự như nhau. Song song với việc mà chúng ta có thể cấm cái xe Uber Grab trên một số tuyến đường cấm taxi thì Sở Giao thông Hà Nội cũng tiếp tục rà soát đối với tuyến đường mà chúng ta đang cấm hạn chế xe taxi trên một số giờ nhất định, thì đối với những khu vực mà chúng ta đã giải quyết xong trước đây là do ùn tắc giao thông hoặc do có các công trình giao thông đang tổ chức thi công mà chúng ta phải thu hẹp mặt cắt ngang lòng đường lại dẫn đến ùn tắc giao thông thì chúng ta có thể là đặt biển hạn chế. Cũng theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, sẽ có bộ nhận dạng chung cho lực lượng chức năng xác định đâu là xe taxi công nghệ để xử phạt khi đi vào phố cấm. Lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra xử phạt các trường hợp xe hợp đồng đi vào các tuyến đường cấm. Hiện Hà Nội có trên 15.000 taxi công nghệ được cấp phép thí điểm, trong đó có 11.400 xe Grab và 2.400 xe Uber. Tại Hà Nội, taxi truyền thống đã bị cấm lưu thông vào giờ cao điểm trên nhiều tuyến phố, thậm chí có những tuyến phố cấm taxi hoạt động để giảm tình trạng ùn tắc giao thông. Cấm biển thì đã hoàn tất và theo biển báo thì đã có hiệu lực, nhưng mà trong thông báo của sở thì chúng tôi cũng nói rất rõ là trong 10 ngày đầu thì chúng ta để cho tuyên truyền vận động cho các cái lái xe và nhân dân biết được cái việc này mà chúng ta chưa dùng cái hình thức xử phạt đối với những xe này. Còn sau đó thì chúng ta sẽ, nếu mà các cái doanh nghiệp hoặc là các lái xe Uber Grab đi vào phương tiện thì cũng sẽ bị xử lý như các xe taxi bình thường khác. Nhưng mà giai đoạn đầu này, trong 10 ngày đầu, trong thông báo của sở thì cũng nói rất rõ là chúng ta chỉ tập trung kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở. Trước đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có văn bản gửi các doanh nghiệp kinh doanh xe hợp đồng dưới 9 chỗ về việc cấm xe ở các tuyến đường. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, việc cấm các loại xe hợp đồng sẽ giảm phương tiện cá nhân vào nội đô, giảm ùn tắc giao thông giờ cao điểm. Hơn nữa, Uber Grab hoạt động phá vỡ phương án tổ chức quy hoạch giao thông tại Hà Nội.